ธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะเอกวาจนะเอกวาจนะเอกวาจนะเอกวาจนะเอกวาจนะเอกวาจนะบาธรรมะบาธรรมะเอกะวัจนะวัจนะวัจจนะเอกะบาธมะบาธมะเอกะเอกะวัจนะวัจนะวัจนะเอกะวัจนะวัจนะบาธมะบาธมะธรรมะเอกะเอกะวัจนะวัจนะวัจนะโกบาจะติโกบาจะติโยโซอัจจะติปาจะติโยโซอาจาติมาจาติโตโตโตโตอาจาติมาจาติบาหูวาจานะบาหูวาจานะบาหูวาจานะบาหูวาจานะเอบาจันตีเอบาจันตีเอเอจันตีบาจันตีเอเอบาจันตีบาจันตีเอเออาจันติปาจันติเออเออจันติปาจันติจันติปาธมะบุริสะปาธมะบุริสะเอกวาจนะเอกวาจนะโตปาจติโชปาจติบาหูวาจานะบาหูวาจานะเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติเตบาจันติเอบาจันติเตบาจันติเอบาจันติเอบาจันติอาจันจันทิกาทิจาจันติจันติเตบาจันติเตบาจันติบาจันติปาธามาปาธามาปุริสาปุริสาเอกาวาจานะเอกาวาจานะโซบาจติโซบาจติบาหูวาจานะโซบาจติวาจานะเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติเอบาจันติบาธามะบาธามะngồi thứ ba ngồi thứ ba ngồi thứ ba là tính theo tiếng Anh, đúng ra nó là ngồi thứ nhất theo tiếng Bali, tại vì bá tham á là thứ nhất mà ngồi thứ ba trong tiếng Anh mình tính theo tiếng Anh cho nó dễ học thì mình dịch là ngôi thứ ba, chứ thật sự nó là ngôi thứ duy nhất ở trong tiếng Pali. Nhớ Bà Tha Ma, Bà Tha Ma, Bù Rì Sa, Bù Rì Sa, Bà Tha Ma, Bà Tha Ma, ngôi thứ ba, ngôi thứ ba, Ê Cá Quá Chá Na, Ê Cá Quá Chá Na, Số ít, Số ít, Số ít, số ít, 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 ít,
nó nâu nâu quá cha na nâu hữu quá cha na ô nhiều ô nhiều ê ba chanh tí 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 tí nó tì nhau vậy tí cú liên mỹ không bảo thầy đang thầy mấy người ba tham ma ngồi thứ ba ngồi thứ ba ba cha tí nó nấu nó nấu 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 quá cha na ba hữu quá cha na cha na tô nhiều tê ba chanh tí tê ba chanh tí nó nấu nó nấu nấu chô là nó ba cha tí là nấu tê là chúng nó ba chanh tí là nấu. Như vậy thì chữ xô là nó mà tê là chữ ít á, là bá chá đã tê chữ nhiều là bá chán tê với n gì nữa đúng không tê với n n là anh n là gì n là nhiều số nhiều n là nhiều tắt thì tê tiếng Việt đó n là nhiều. Như vậy thì số ít á, là á tí mà số nhiều là anh tí cái nó thay đổi thôi số ít là số nhiều à ba ta ma bu ri sa e ga wa cha na so ba cha tí ba u ba cha na tê ba cha tí đó học thuộc lòng như cháu vậy đó thì nó sẽ giỏi rồi đọc tiếp mắt chi ma ma chi là mắt rồi mắt chi hát ý chi mắt chi m a là mắt chi ma để viết chữ là mắt chi ma mắt chi ma mắt chi ma. Ủa xưa ơi, hai âm gì đó mình đọc sao như thì tắt âm gì trước á là ráp dần chữ a át át và âm gì sau là ráp dần chữ hát chí chi chí chờ cũng chờ luôn cũng chờ cũng giống như chữ chờ trong cái tiếng tiếng Việt á mát chí má chí má mát chí má học theo mát chí má mắt 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 chí má kinh này gọi là mắt chí má ni ca ca giá mắt chí má ni ca giá trung bình là ngôi trung bình trung bộ mắt chí má chí ma chữ ra m a chí ma ra là đọc một một âm mắt rồi chi h i đọc một âm nữa là chí rồi âm chí ma làm âm là ba âm rồi bú ri sa là ba âm nữa mắt chí ma 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 má má chi má má chi má má chi má Purisa Purisa
Urisa Majima 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 Urisa Urisa Majima Majima Urisa Urisa Majima Majima Urisa 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 Majima 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 là trung bình. Urisa là ngôi, là Urisa đây tức là con người đàn ông á, người nam người đàn ông á. Đó. Majima Majima Urisa Urisa Majima Urisa Majima Urisa Urisa hai ngôi thứ hai ngôi thứ hai Ekawa Chana Ekawa Chana số ít Ekawa Chana Ekawa Chana Thuang Thuang Từ quăng. 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 Ba cha chi. Ba cha thế. Ba cha sĩ, 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 anh chị nấu, 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 Phan là anh hay là chị đó, anh cho tí là nấu, bá hú quá cha na, quá cha na, quá cha na, số nhiều, số nhiều. Bao quát chân á, bao quát chân á, số nhiều, số nhiều, số nhiều, mê, ba chân cá tha, ba chân cá tha, tâm hề, tâm hề, tâm hề, hề, tâm hề, tâm hề, ba cha tha ba cha tha tâm hề ba cha tha ba cha tha ba cha tha tâm hề ba cha tha ba cha tha cha tha chị nấu các anh chị nấu chị nấu các anh chị nấu chị nấu các anh chị nấu các anh chị nấu chị nấu rồi út ta má út ta má Urisa Utama Utama Urisa Urisa Utama 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 Urisa 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 Utama 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 Urisa Urisa ngồi thứ nhất ngồi thứ nhất ngồi thứ nhất ngồi Utama Utama Urisa dịch là ngôi, là con người Pháp.
nhớ tâm ma. Bà ta ma bô ri sa ngồi thứ ba e ga va cha na so ít so va cha ti no nâu bảo va cha na so nhiều tê va chan ti chúng no nâu ma chi ma bô ri sa ngồi thứ hai e ga va cha na so ít thằng va cha si anh chị nâu bảo vá cha na số nhiều tôm hề vá cha tha ca các anh chị nâu Uttama Purisa ngồi thứ nhất e ga vá cha na số ít a hằng vá cha mi tôi nâu bảo vá cha na số nhiều ma yang vá cha ma chúng tôi nâu
Như vậy cái bài này quý vị hiểu được cái cách chia động từ Pali chưa? Qua một cái bài thực tế này á, thì quý vị hiểu được cách chia động từ Pali. Và tất cả các động từ Pali nó sẽ được chia theo mẫu này. Từ quyển 1, quyển 2, quyển 3. Văn phạm tiếng Pali có tất cả là 3 quyển. Quyển 1, quyển 2 và quyển 3. Quý vị học mà một cái môn cổ ngữ Pali mà học mà trong vòng 3-4 năm thì cũng chỉ tối đa là học chừng hết quyển 1 và một phần của quyển 2 thôi. Phần 1 phần 3 quyển 2 tối đa. Và còn lại thì quý vị phải tự học nữa thì quý vị mới có cái khả năng về tiếng Pali. Thì khi quý vị học tiếng Pali này á, nó có cái lợi ích là quý vị tiếp cận được những lời dạy Đức Phật trong cái kinh Nguyên Thủy. Lợi ích thứ hai nữa là quý vị so sánh được cái bản chữ hát. So sánh được bản chữ hát. Lợi ích thứ ba là khi quý vị đi học nước ngoài á, thì cái tiếng Pali này người ta anh hóa luôn. Ví dụ người ta nói tôi hôm nay tôi giảng về vô thường, họ nói bằng tiếng Anh, impermanent, nhưng mà họ chua bằng tiếng Pali là mình hiểu ngay, anicca. Bấm đây hả? Rồi ok. Cảm ơn chuyên gia. Rồi, giờ bên Bi thấy màn hình bài 1 chưa? Dạ rồi. Thấy chưa? Dạ rồi á. Dạ rồi. Rồi bây giờ mới rồi ai thuộc rồi là lên tiếng cho tôi nghe coi. Ai thuộc rồi? Ai thuộc rồi? Lên tiếng cái đi. Hả? Ai thuộc rồi? Dạ có. Có không? Ai thuộc? Đọc cho tôi nghe coi, đừng có nhìn tài liệu. Chắc chắn nè. Chắc chắn nè. Đọc đi. Dạ. Thầy đọc đi thầy. Dạ. Dạ thầy sư cũng đọc. Rồi. Bhatthama eka vachana naro bahu vachana nara Dutiya eka vachana naram bahuvachana nare Tatiya eka vachana nare na bahuvachana nare binare hi Chatutthi eka vachana narasta naraya narasta bahuvachana naram Panchami eka vachana nara nara hi narasta Bahuvachana nare binare hi Chatthi eka vachana narasta Bahuvachana narama Sattami eka vachana nare naram hi narasmi Bahuvachana nare su Alamana eka vachana nara nara Bahuvachana nara. Giỏi nhưng mà cái phát âm á nó còn sai, thuộc cái bài thuộc rồi nhưng phát âm nó còn sai, cho nên khi mà ngồi viết lại có khi viết cho nó không đúng. Thứ hai nữa là tôi hỏi một câu, khi mà thầy học như vậy đó thì cái cảm giác thầy sao, cái suy nghĩ cảm tưởng mình đó, khi mình học thuộc cái bài này rồi mình cảm thấy sao, trả lời. Dạ thầy sư là cảm thấy hoan hỷ với lại có động lực ạ. À vậy hả? Dạ. À quan nghĩ phải không? Dạ. Nó ngộ không? Nó là lạ, mình nó quan nghĩ. Mà nó có động lực, mình học tự nhiên thấy mới vô bữa đầu mình đọc Pali nghe có lý quá, mình thuộc được mỗi câu thì kiếm đầy đủ rồi, thấy không? Rồi mời gì khác. À, nhưng mà tôi nhắc lại nha, Bá Tham A, chứ không phải là Bá Tham Á, không có. Rồi A có dấu huyền ở trên á, đọc là A, đúng không? Còn thầy đọc Á là sai. Đó. Nó rê, nó ê, chứ không có ế. Đây có ế, ông ngoài ế đó. Ê, chứ không có ế nha. Chứ không có ế ở đây, nó buồn. Ê, đọc ê. Ba tha ma. Đi đọc theo. Ê. 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 Ê.
đọc ế không được, vì đọc ế nha. Ở đây mày ế, ta đi tu chứ không phải ta ế mà ta đi tu đâu nha. Ê. 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 Xúc phạm đến người nữa đi tu á. Đúng không? Ê chứ mà ế. Rồi mời gì khác? Ai đọc thì đưa tay lên rồi đọc. Còn là tự động chủ động cái video đọc. Dạ. Mời đi chơi cô, mời chị cô. Ủa sao tụi thầy con đọc ạ? Rồi, nhắm mắt lại nha, nhìn nó mở mắt à. Cho con nhìn. Đọc nhắm mắt cho quen nha. Đọc học kinh á, mà thuộc lòng phải nhắm mắt lại. Đọc nhắm mắt cho quen. Để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ không? Đọc nhắm mắt cho quen. Để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ. Đọc tiếp. Dạ, con xin phép sư. Ba tha ma e ka wa cha na na ro ba hu wa cha na na ra tu ti ra e ka wa cha na na ra ba hu wa cha na na re ta ti ra e ka wa cha na na de na ba hu wa cha na na re ti na re hi cha tu ti e ka wa cha na na ra na Narasa bahu wacana naranang pancami eka wacana nara narangma narakma bahu wacana narefi narehi cati eka wacana narasa bahu wacana naranang sakami eka wacana nare Naramhi naratni bahu wacana naresu anapana eka wacana nara nara bahu wacana nara. Rồi giỏi. Cái này gọi đi thi tiếng hát mãi xanh được á. Cho đi thi tiếng hát mãi xanh của người lớn tuổi được. Rồi. Bây giờ mặc dù cái phát âm nó cũng chưa có chuẩn nghe nhưng mà sẽ học tới thì nó sẽ chuẩn, nó sẽ chuẩn. Khi mà khi học cái bài này rồi với cái bài hôm nay rồi đó thì quý vị nghe đi sư Phụng Vân á giảng bài gì hiểu nhanh hơn đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Hôm nay bài khó là sao? Nó dễ nhận ớt mà khó gì? Vajana na re ta tiya. Đây không có khó, thuộc lòng hay không thuộc hay không có khó gì đó. Ta tiya. Cái này là không có khó, mà thuộc lòng cũng không có khó. Nó khó tại mình không có học thuộc lòng. Còn nó dễ là tại có thuộc lòng vậy thôi. Nó dễ nó khó nằm ở chỗ là cái kỹ năng thuộc lòng. Cho nên cái bài này không có khó gì hết. Thuộc lòng là mình sẽ hiểu bài. Mà không thuộc lòng thì mình sẽ không hiểu bài. Đơn giản vậy thôi. Đó. Bây giờ quý vị nào đọc cái bài mà có tiếng Việt kèm theo, đọc bài có tiếng Việt kèm theo. Ba tam ma cách thứ nhất chủ cách chủ từ e ca wa cha na số ít na rô người đàn ông ba hu wa cha na số nhiều na ra những người đàn ông đủ tí già đối cách thứ hai đối cách tục từ trực tiếp về cá hoa chanh na số ít na rằng người đàn ông bảo hoa chanh na số nhiều na rê những người đàn ông tá tí già cách thứ ba sử dụng cách tục từ phương chỉ phương tiện về cá hoa chanh na số ít na re na bằng bằng với bởi ngang qua người đàn ông bảo hôm qua chân na số nhiều na re với na re hi bằng với bởi ngang qua những người đàn ông cha tu hình thì chỉ cách thứ tư chỉ định cách để cá qua chân na số ít chỉ định cách tung từ giảng tiếp mẹ cá qua chân na số ít Naraya Narasa đến cho người đàn ông bảo qua chân na số nhiều Naranang đến cho những người đàn ông Panchami
ca thư nam ma sức sư cắt tự kỷ sức sư hệ cá hoa cha na sơ na ra tâm ma na ra ma tự đẳng ông báo hoa cha na sơ nhiều na rê vế na rê hê tự những người đàn ông cha thì cách thứ sao sở hữu cách sở hữu cách nề cá hoa cha na sơ ớt na ra xa của người đàn ông báo hoa cha na sơ nhiều na ra tâm của những người đàn ông chân ta mê định cách thứ bảy định sở cách túc tự chỉ nơi chôn ê cá hoa cha na sơ ớt na rê na râm lý na ra smin trong trên dưới người đàn ông báo hoa cha na sơ nhiều na rê su trong trên dưới những người đàn ông a la pa na cách thứ tam hồ cách tăng tăng tự cá hoa cha na sơ ớt na ra ê bơ hỡi ơi này người đàn ông báo hoa cha na sơ nhiều ê bơ hỡi ơi này những người đàn ông. Cái bản mình con sửa lại cũng chưa học trực á hả à. Nhưng có đâu có chuyển qua Zalo à, hãy chuyển lại làm lại rồi à, bây giờ vậy nào đọc đi cái đó cách đọc vậy á vậy nào không tâm đi bên tay lên là đọc nhớ nha thuộc lòng thì mới chiến thắng được, không thuộc lòng là bơi chết luôn, không biết bơi mà ra giữa biển đó nếu không thuộc lòng. Còn như là thuộc lòng là bơi được ra giữa biển khơi, không chết nổi không chìm, còn không thuộc lòng thì chắc chắn sẽ chết chìm thôi. Môn này là vậy đó, cái kỹ năng thuộc lòng của môn này rất là cao, thì khi thuộc lòng vậy thì mới hiểu được bài. Tôi sẽ đọc tiếng Pali rồi quý vị dịch ra tiếng Việt nha. Bathama đi. Bathama thứ nhất, thứ nhất cách chủ từ thứ nhất, thứ nhất mà số một thứ nhất Bathama cách thứ nhất chủ từ cách chủ từ đọc nói là Bathama Bathama chủ cách chủ từ chủ từ ê cá quá chân na ê cá quá chân na ê cá quá chân na ro người đàn ông ô quá chân na số tiền na ra những người đàn ông người đàn ông ra thứ hai người đàn ông thứ hai đối số na răng người đàn ông có nhiều số nhiều những người đàn ông những người đàn ông để sử dụng tiền những người đàn ông để các bạn na rê na tăng tăng với bởi ngang qua người đàn ông bao quát na có nhiều na rê phi na rê phi bằng với môi bởi ngang qua những người đàn ông cha tuốt thì cha tuốt thì từ chỉ đến cách đăng ký cách thứ tư chỉ đến cách thứ tư chỉ đến từ đăng ký từ tám tuốt cách thứ tư cách thứ tư số nhiều
Yami. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ekawacana. So, Ekawacana. So, những người đàn ông. Chắc thì các thứ sáu sở hữu các chắc thì các thứ sáu sở hữu các sở hữu các thuộc cách sở hữu cách và e đó quá chân á nó rất xa của người đàn ông đâu quá chân á chống tiền đó ra của những người đàn ông chắc ta mì các thứ bảy định sở cấp ê có ba chân á ê như trong nó rè nó rầm tí nữa đàn ông trong người đàn ông có ba chân á nó rè xuống trong trên dưới à lớp bà nó các thứ sáng một cách ê cá quá cho nó nó ra ê bố hỡi ơi được âm cái này tớ hỡi ôi người đàn ông ê bớ hỡi ơi ôi này người đàn ông ôi thiếu nè ê nè người đàn ông bớ nè hỡi nè ê bớ ôi này người đàn ông bao quá cho nó ơi có nhiều nó ra Surya không mặt trời Surya là mặt trời trời tức là chư thiên á thiên á Akasa Deva 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 Má đê ba đê ba hỡi các ông trời ơi đê ba 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 rồi bây giờ trở lại cái bài gọi là bây giờ cái bài số 1 này á quý vị ý cho tôi nha ô Ê na.
เอนาเอนาเอฟีเอฟีเอฮีเอฮีคือ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 Rồi đây nè, cái này các bạn này cập nhật nha quý vị, nhật đó nó có đầy đủ á, đó, thấy chưa? Phòng máy. Cập nhật rồi đó, bản này nè, quý vị chụp lại đi, đây cập nhật nè. Này, thấy chưa? Thấy rõ không? Cập nhật rồi đó. Từ phóng lớn lên chụp được là được chưa anh? Từ lớn lên cái này đúng không được, đúng không? Sư gửi qua cho kéo đi, có cái dấu cộng ở dưới sư. Dưới nào? Nhưng mà có dưới công dưới mà có hai cái mũi cây đó sư. Cái bên đó có cái phần tròn có cái kiến này. Đó đúng rồi. Cái cộng này mà nó lớn thì nó bị ảnh lớn. Là nó lớn. Ừ. Tôi biết thấy rõ không? Sư rửa đúng rồi. Có rồi. Cái bản cập nhật, bản này là cập nhật. Ở chỗ khóa 16 phải không? Chỗ ngữ Bali. Chỗ ngữ Bali. Dạ có rồi chưa? Chưa. Hôm bữa mình có một cái bản đó. Không, nhưng mà nó cập nhật á, nó cập nhật thêm mình. Bản này bản này cập nhật mới, cái bản này thêm. Bản này cũ. Bản này bản mới. Nó cập nhật trong cái gì thấy như vậy. Cũng ngửi mình đi. Nhưng mà cái Bali khóa mấy? Cái cách thứ 8 đó không có rồi. Dạ để một hồi cô Phương gửi cho con rồi con gửi qua cái group được không? Ừ. Cái tôi có cái ấy à. Có không mờ lắm. Mà sao mà mờ ảo ảo vậy? Khóa 13. Ô Phật con mới gửi qua cho sư á. Ô Phật. Đi rất có sư sư. Đó thấy rồi. Dạ. Nhóm Bali cổ ngữ này. Dạ, ô Phật. Dạ đó. Khóa 16 lớp cổ ngữ Bali. Sao người ta pháp danh là gì đó? Dạ con liên thông mà sư. Dạ ô Phật. Đó rồi. Dạ. Rồi bây giờ sao đây nữa biết không?
Dạ thưa sư ta. Rồi sư sư bóp lên. À cái này mình mất tham gia chấp nữa. Rồi. Rồi khó rồi đó. Ê bớ ơi nè, chuẩn tỉnh nè. Chuẩn tỉnh nè. Chị hãy biểu nè con. Dạ con gửi file PDF luôn sư phụ. Biến thể tính nó ra nè. Phúc đạt đồng thiếu nè. Gửi file Word, nó yêu cầu gửi file Word. Cái file PDF file bên đoạn luôn rồi. Cái phương chuyển qua cho tôi cái chỗ cái điện thoại 0972537767 Zalo. Gửi cả hai file luôn, file Word và PDF. Đó đây này, rõ bản rõ nè. Ơ này người thì không. Ơ này người thì không. Đó con có lên này. Này mời cô vô. Rồi cô gửi giùm đi. Mời cô vô rồi. Ok. Rồi. Thầy biểu nè con. Bằng này. Ok đâu. Cô Phương gửi bản cô đi. Ăn còn. Cô đi ở ngoài phải không? Ok ai. Rồi biểu nè con, lại lên. Rồi biểu nè. Được chưa? Đây đây. Lại lên. Rồi biểu nè. Nhìn thấy rõ chưa? Dạ rồi. Bản lớn mới có cái là đầy đủ nhất. Đây đây, biểu nè. Nè, 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 vô rồi nè. Ok ơi. Ok đâu rồi. Ok đâu rồi. Ok đâu. Điểm chung chung này à, tập cái trên lớp không, tập kinh đã được mời cần xác nhận, chưa có chưa xác nhận tham gia mà xác nhận tham gia đi, được gửi bài đi, thấy chưa? Nhưng mà con nhận xác nhận ra đi để mình mất có gì làm con để cọc. Rồi bây giờ mà mình hết giờ chưa, cái gì nghỉ được chưa? Hết giờ chưa? Còn lại 10 phút nữa. Cố gắng lên. Bây giờ bữa nay mình nghỉ sớm bởi đi thằng. Ừ, giờ này nghỉ sớm thì chi giờ. Bây giờ hả? Bây giờ học cái bài ôm lại cái để thích lại cái bài số 2, bài mẫu số 2. Mẫu chia động từ bát chá. Mẫu chia động từ bát chá. Thấy không? Mẫu chia động từ bát chá. Rồi đâu rồi, chưa làm từ bát chá rồi. Nhanh luôn. Đóng ra lên kìa. Stop here. Karin nè. Không, đúng. Đây Zalo. Đây hả? Rồi. Ơn. Nào. Này. Để mê đẩy đẩy qua. Rồi. Giờ nôn lại này chút xíu mấy phút rồi là nghỉ nha. Pama Purista Ekavachana Sovachate Pauvachana Sevachante Nachi ma bori sa e ka vachana quang vachasi bau vachana tumme vachatha
Uttama Borisa Ega Vajana Vajami Vajana Mayang Vajama. Bởi vì đấy nha, ngôi thứ ba tức là ngôi thứ nhất của tầng tiếng Bali là ngôi thứ ba. Uttama Borisa là ngôi thứ ba, Vatama là thứ nhất á. Nhưng nó là người ta này ngôi thứ ba là mình dịch sai đó, nhưng mà tại để cho học cho nó dễ. Buddhista là ngôi hay là người? Đồng âm. Eka Vajana là số, số ít. Eka là một. Vajana là số. Eka Vajana là số, số một, tức là số ít. Số là nó. Bachati là nấu. Nó nấu. Như vậy thì bachá là nguyên mẫu. Cái gốc từ nó là bachá. Thì chứ cái sự biến đổi nó là á tí, á tí. Gạch dưới cho A tí. Bảo qua chân á là số nhiều. Anh tí, gạch dưới cho anh tí. Mắt chi má, đu đi xá là ngôi thứ hai, đó là ngôi trung bình, ngôi giữa, mắt chí má là trung là giữa. Thì kêu không vô hỏi ok. Ê cá quá chân á là số ít. Phân bát cho xí anh chị nấu. Ok. Bầu quá chân á số nhiều. Nghe không? Tum hề bát cho thá á thá á xí á thá. Nghe không? Các anh chị nấu. Đại biểu này. Uttama Borisa là ngôi thứ nhất, tức là ngôi tôi cao. Uttama là cao. Đại biểu này là á hằng bát trà mi. Tôi nấu à mí là tôi nấu à má là chúng tôi nấu chưa? Bây giờ mình nhưng mình có học cái biến thể của cái ba naro nara mình mới học xong được rồi naro nara. Bây giờ tôi mới đặt cái một cái câu tiếng Việt, cái gì dịch cho tiếng Bali cho tôi. Người đàn ông nấu nó sao hai biểu nè đó. Nói đi, người đàn ông nấu. Borisa. 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 Bacha. Naro bacha tí. À, naro bacha. Bacha tí. Đi. Đó, thấy không? Người đàn ông không nấu thì thường cái người đàn ông nấu này người ta dùng cái chủ từ. Cái thứ nhất. Số ít người đàn ông nấu là naro bacha. Đi. Còn dịch những người đàn ông nấu dịch sao? Nara Nara Bachati người đàn ông nấu đúng không? Những người đàn ông nấu. Rồi bắt đầu nè. Rồi. Tôi nấu với người đàn ông dịch sao? Tôi nấu với người đàn ông. Tôi nấu với người đàn ông. Hoặc là hằng là tôi. Bá cha mi là nấu. Ná rê ná với người đàn ông. À, trong cái trật tự tiếng Bali thì nó cho phép mình để đâu cũng được, nó không nhất thiết là phải để đầu câu và cuối câu ở giữa câu. Tuy nhiên thường thường ta để động từ cuối câu, chủ từ đầu câu, cái subject thì nằm đầu câu và cái động từ, cái verb thì nằm ở cuối câu. Á hằng tôi nấu với người đàn ông dành sao? Á na re na ba cha cha đi đó thấy không? À, rồi bắt đầu là tôi nấu cho người đàn ông. Tôi nấu cho người đàn ông. A hằng A hằng tôi nấu cho người đàn ông mà đến người đàn ông mà tôi nấu cái đồ ăn cho người đàn ông mà. Hàng không nó đi ná sai rồi cho người đàn ông là cái máy cho người đàn ông cái máy số bốn á hằng
Raja Raja Narat Rasa Rasa Raja 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 Mi Raja Mi Rồi Tôi nấu từ người đàn ông tôi nấu với người đàn ông tôi nấu bên người đàn ông tôi nấu bên người đàn ông bên à, bên thằng, là trên là dưới gì đó bên chạy luôn à, nó lên 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 Ê người đàn ông tao nấu nhìn sao Ê người đàn ông tao nấu nhìn sao Na ra A hằng ba cha mi Cà mi Na ra A hằng ba cha mi Ê người đàn ông tao nấu nè A hằng bây giờ quý vị học thuộc lòng nha, xong rồi tự ghi âm vô rồi gửi cho tôi, gửi vô cái bài vô cái nhóm Bali group của Bali khóa 16 đó, là giống như tôi trả bài tôi cộng cộng điểm cho nha, là tức là quý vị phải thuộc lòng rồi ghi âm vô rồi chuyển cho tôi. Rồi bài thứ hai Bathama Borisa Ekavachana So Bachati Bảo Vachana Te Bachanti Hai Ba Bathama Borisa Ekavachana So Bachati Bảo Vachana Te Bachanti Hachima Borisa Ekavachana phần ba cha si bảo ba cha na tâm hệ ba cha ba cha ở tam ma bồ đề sa đề ba cha na a ha ba cha mi bảo ba cha na ma nhà nhà ba cha một ngôn ngữ quý vị đòi bốn kỹ năng nghe nghe tôi đọc quý vị phải nghe cho nó nhường cái tai nói rồi phải nói lại à, đọc đọc văn bản được rồi viết ra cho được, nhớ nghe bốn kỹ năng này, nếu quý vị học một cái ngôn ngữ mới mà không có được bốn kỹ năng này thì quý vị không có thành tựu được đâu. Và nghe nói đọc viết rồi bây giờ tôi còn 2 phút nữa à, thì tôi bắt đầu tôi nói cái tiếng Bali
rồi gì dịch ra tiếng Việt à, ba tha ma cái thứ mấy chủ cách thứ nhất chủ cách thứ nhất chủ cách tám rồi nha, cái thứ nhất cái thứ tám rồi, không cần có chủ cách hay chủ từ gì đó. Ba tha ma thứ nhất tu ti ya cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư cái thứ tư cái thứ tư cái thứ tư cái thứ năm cái thứ sáu cái thứ bảy cái thứ tám cái thứ tám rồi tôi nói tiếng Việt bây giờ nói tiếng Bali nha. Cái thứ nhất bát tha ma bát tha ma thứ nhất ba tha ma ba tha ma ba tha ma cái thứ nhất ba tha ma cái thứ hai tu ti ya tu ti ya ba ti ya thứ tư ca tu ti cái thứ sáu cha thi cái tôi nói là cách thứ nhất từ gì mới chia mà phải chú thích liền là chủ từ rồi đủ cách từ nha, cách thứ nhất chủ từ nói cái phần sau cách thứ nhất chủ cách chủ từ hai cách thứ ba sử dụng các động từ phương tiện, phương tiện. Cái thứ tư chỉ định cách động từ gián tiếp, động từ gián tiếp. Cái thứ năm xuất xứ cách động từ xuất xứ, cái thứ sáu sở hữu cách sở hữu cách sở hữu cách. Cái thứ bảy tình định sở cách động từ lấy chỗ lấy chỗ. Cái thứ tám cách tám tháng từ. Bây giờ đừng nhìn tài liệu. Cái gì đừng nhìn tài liệu, tôi hỏi câu cuối cùng đừng nghĩ nha. Không nhìn tài liệu. Dạ. Nhắm mắt lại hết đi. Không nhìn tài liệu. Nhắm mắt đi. Không nhìn tài liệu. Ba tham à. Cách thứ nhất chủ từ. Cách thứ nhất chủ. Cách thứ nhất chủ từ chủ. Chủ cách chủ. Chủ từ. Ba tham à. Cách thứ nhất chủ cách chủ từ chủ từ ya cách thứ hai với cách chủ từ sử dụng cách thứ ya cách thứ ba sử dụng cách từ phương tiện phương tiện giá tu thì cách thứ tư định sử dụng chỉ định cách ban cho mì cách thứ năm xuất xứ cách chỉ xuất xứ chỉ xuất xứ giá thì cách thứ sáu sở hữu cách sở hữu cách chắc có gì cách thứ bảy bảy sở cách từ chỉ nơi trốn à là bà nó cách thứ tám hô cách tám tám từ tám từ ba tha ma bồ đề sa ba số nhiều Uttama Purisa ngôi thứ nhất Uttama Purisa ngôi thứ nhất số ít số Uttama số nhiều rồi ăn bài học hôm nay nha. Thế này số người nào cũng giỏi hết đó nha, nói chung là học mới có hai buổi mà người nào cũng nói tiếng Bali hồi nào rồi đó, cũng thuộc bài đó. Giờ bây giờ mới phát huy cái phước báo mình đi. Và chỉ có cái người nào chịu khó học thuộc lòng thì mới có thể chiến thắng được cái môn này thôi. Còn nếu không học thuộc lòng thì tôi phân ngu vô cùng tiếc. Chào Đăng Quốc giảng sanh thực ác càng sớm càng tốt, mạo gì hồi hướng quyền đêm hướng về hướng về
กาทุกหลังไทยกาทุกหลังไทย and meeting for